Công đài luôn luôn giao trước. Hôm nay chúng ta đến với lại lô này Megati kỳ 59. Trận công đài thứ nhất là giữa tay vợt công đài là Chắc ở Tiền Giang và đại chủ là Độc Tú. Có vui anh em. Không đều. 1-0. Không hai. Gài bóng rất tốt, tiếc là bóng là thủ lại đánh hỏng vào đấy. 0-3. Tỷ số đã được cân bằng 4-4. Tỷ số vẫn là cân bằng 6-6 trên set thứ nhất. Chắc cho bóng 6-6 lưới. Bảy sáu. Rất ổn, quả đó nếu bắn trái luôn thì chắc hay hơn. Đánh an toàn cho nên là bị hỏng. Vẫn tiếp tục là 8-8 ở set thứ nhất. Hãy
80. Và 11-8. Như vậy kết thúc set thứ nhất, tỷ số 11-8 nghiêng về tay vợt công đài Trác Xuân Giang. Tỷ số toàn cục là 1-0. Ta chờ set thứ hai.